luôn hết mình. Táo bạo trong mọi quyết định, SEA Games nào cũng nhiệt tình, đẩy tinh thần lên cao ở mọi tỉnh. Từ nông thôn cho tới chốt thành thị, ai cũng hân hoan chỉnh chu từ việc làm. Ở chúng em mọi người đều đồng lòng, tất cả trái tim cùng hướng về Việt Nam. Máu đỏ da vàng cùng nhau tiến lên, khúc này kiểu gì cũng phải chiến lên. Thắng thua niềm tin vững nguyện đơn, gỡ lại danh dự vinh quang quyết kiếm thêm. Việt Nam ta luôn fair play, xưa nay ra quân ai ai cũng trông chờ. Hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Tchouaméni. Ôi giời ơi, chuyền kỳ quá. Antoine Griezmann. Mất bóng rồi. Angel Di Maria. Đấy rồi, lên này. Rất nguy hiểm. Di Maria. Mbappé. Oliver Giroud. Benzema. Không vào. Bay lên trời là em bay ra ngoài. Đó là một pha chạm bóng rất thiếu cảm giác. Benzema. Rất khỏe. Rất nguy hiểm, Griezmann. Rất đáng tiếc là tình huống vừa rồi, một chút tình kế nữa thôi thì có thể đã ghi bàn. Alvarez. Alejandro Gomez. Không có cơ hội dứt điểm. Oliver Giroud. Khá bình tĩnh. Đưa bóng vào. Khi mình đã không thể xử lý tốt thì đừng có vội vàng ôm mọi thứ vào đầu của mình. Đã kém còn chọn câu 30 điểm, kém ngôi sao hy vọng. Oliver Giroud. Ui, lại mắc sai lầm rồi. Oliver Giroud. Đấy rồi, bàn thắng đi nào. Đưa bóng vào. Goal! Đó là một pha dứt điểm không mang tới những sự nguy hiểm. Antoine Griezmann. Đừng để nó dép đi. Đừng. Antoine Griezmann. Mbappé. Alvarez. Phản công nhanh. Trận đấu đang diễn ra vô cùng tốc độ. Lỗi việt vị rồi. Tchouaméni. Benzema. Mbappé. Tchouaméni. Angel Di Maria. Bè người tương đối sát. Đưa bóng vào. Thật may là trong tình huống vừa rồi, bóng đi nhẹ. Mbappé. Chưa có đủ người lên tiếp ứng. Và sẽ có một quả đá phạt góc. Đưa bóng vào. Không vào. Tuyệt vời. Đầu
tốc bóng bẩy, khuôn mặt mảnh bao, bộ đồ trông tương đối gọn gàng, đã khiến cho những cổ động viên có một chút chiều đầu tiên, có một chút chiều đầu tiên. Bắt vào mắt này, bắt nữa đi, bắt đi, bắt kiểu gì, bắt đi. Một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại quả bóng này. Rodrigo de Paul, Fernandes, Rodrigo de Paul, Fernandes, Oliver Giroud. Đây rồi, không được. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Takadada. Không được rồi. Bóng đã được phá lên. Tchouaméni. Quẩy đi anh ơi. Bóng ra biên mất rồi. Alejandro Gomez. Bóng hơi cà cuống mà nó lại mất bóng rồi. Phút 30 của trận đấu. Oliver Giroud. Đây rồi, đây rồi. Đánh đá. Đây rồi. Khoảng cách bây giờ là 2 bàn. Thể xem cái này đá mẹ mê hết cả người anh em ạ. Rodrigo de Paul, Fernandes. Thể hiện đi em ơi, thể hiện giá trị của mình đi. Angel Di Maria. Đường chuyền. Đường chuyền. Không có lối về vị. Lucas Hernandez. Varane. Lucas Hernandez. Mbappe. Benzema. Rất cả cuốn. Ôi giời ơi. Cơ hội đây rồi. Pha xử lý không thành công. Alvarez. Benzema. Mbappe. Mất bóng rồi. Angel Di Maria. Alvarez. Takadada. Không được rồi. Alvarez. Lionel Messi. Antoine Griezmann. Oliver Giroud. Mbappe. Không được. Người dứt điểm hay, nhưng người bắt trong tình huống vừa rồi còn hay hơn. Đưa bóng vào. Angel Di Maria. Fernandes. Mất bóng rồi. Đưa bóng vào. Không vào.
Tagliafico. Mbappe. Đừng để nó dép đi. Đừng đừng. Alessandro Gomez. Di Maria. Mà đi bóng hơi tối. Khá bình tĩnh. Sẽ có một quả đá phạt góc. Đưa bóng vào. Bay lên trời là em bay ra ngoài. Đó là một pha chạm bóng rất thiếu cảm giác. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài đã vang lên. Tôi vẫn nghĩ là trận đấu này sẽ có khoảng tầm 3 bàn thắng đổ lên anh em ạ. Tinh thần vẫn luôn là điều rất quan trọng trong mỗi trận đấu. Xin mời các bạn cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì hai đội sẽ đổi sân. Molina phối hợp rất bài bản. Đó là một pha dứt điểm không mang tới những sự nguy hiểm. Varane. Mbappe. Adon Rabios. Antoine Griezmann. Một đường chuyền có thể nói là cũng không nên đưa vào sử sách làm gì. Khẩn trương. Mình cũng không hiểu tại sao ở tình huống này thì đã không có tiếng còi của trọng tài được cất lên. Rất quan ngại. Không được rồi. Quá chậm. Cristiano Romero. Fernandes. Molina. Rất cảm hứng. Ôi dồi ôi. Mbappe. Không được. Ui dồi. Benzema. Antoine Griezmann. Oliver Giroud. Hay quá nhỉ. Đó là tình huống cứu thua tuyệt vời. Đưa bóng vào. Rồi. Đó là một cơ hội rất đáng tiếc. Fernandes. Antoine Griezmann. Oliver Giroud. Rất hay. Đường chuyền vào. Không được. Adon Rabiot. Benzema. Mbappe. Mbappe. Không được. Làm gì đây anh ơi? Sẽ có một quả đá phạt góc.
đưa bóng vào, đánh đâu không vào. Bóng đã lên khán đài rồi. Otamendi, Cristian Romero, Otamendi, Rodrigo De Paul, Alejandro Gomez, Tagliafico, Rodrigo De Paul, Otamendi. 30 phút nữa nó đồng nghĩa với việc 2/3 thời gian thi đấu của trận đấu này đã trôi qua. Và cắt bóng rất kinh nghiệm. Không được rồi. Rất nguy hiểm, Griezmann. Fernandes. Molina. Lionel Messi. Pha xử lý kỹ thuật đã không thành công. Đấy rồi, lên này. Rất nguy hiểm. Quá khó để thực hiện một tình huống dứt điểm. Molina. Alejandro Gomez. Chặn mất rồi. Hay quá. Cú đá tốt nhưng người bắt cũng cực hay. Đưa bóng vào. Đây rồi. Ui. Có thêm một quả đá phạt góc nữa. Đưa bóng vào. Bóng đã được phá lên. Cẩn thận. Quá đơn giản. Đúng rồi, phá mạnh lên. Oliver Giroud. Đã cho Griezmann. Ui giời ơi. Thêm một quả góc nữa anh em ạ. Đưa bóng vào. Phối hợp đã bị bắt bài. Mbappe. Rodrigo De Paul. Tagliafico. Cristian Romero. Molina. Rất cảm cuống. Ôi giời ơi. Đấy rồi, bàn thắng đi nào. Rất an toàn. Bóng đã được phá lên. Angel Di Maria. Hiệp 2 còn 15 phút nữa. Benzema. Aaron Rabios. Đi bóng rất khó chịu. Rất tuyệt vời. Em bước đi rồi. Nhưng đâu anh có lời em được không. Xin là xin vĩnh biệt cô. đỉnh cao là đây. Fernandes, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Tagliafico. Sẽ có một quả ném biên. Kinh quá nhỉ. Quả bóng mà anh thực hiện kỹ nghệ nhưng trở thành kỹ viện. Aaron Rabios. Mbappe. Benzema. Oliver Giroud.
Rất nguy hiểm Griezmann. Sao cũng được, chấp hết. Đưa bóng vào. Để có thêm một quả đá phạt góc nữa. Takadada. Bắn chưa vào. Ôi ơi. Ôi tôi vừa được quả rồi, tôi tim tôi bị dừng mất 5 giây em ạ. Rodrigo de Paul. Quá chậm. Phản công nhanh. Và quay xe khá gắt. Đường truyền rất hay. Quả ném điền. Khá bình tĩnh. Rất đáng tiếc là tình huống vừa rồi, một chút tinh tế nữa thôi thì có thể đã ghi bàn. Fernandes. Molina. Cristian Romero. Oliver Giroud. Benzema. Rất nguy hiểm này. Chiếc máy cắt với hiệu năng rất cao ở ngày hôm nay đang làm việc theo đúng nhịp độ. Cắt chính xác, cắt cần thiết. Sẽ có một quả đá phạt góc. Đưa bóng vào. Adrian Rabiot. Có bóng cho chó sồn không được rồi. Rất khéo. Tương đối thông thả. Và đúng lúc này, trận này cũng đã nổi còi kết thúc trận đấu. Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã cùng đồng hành và theo dõi trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các trận đấu tiếp theo.